Xin chào quý vị và bạn. Hôm nay Kim sẽ giới thiệu quý vị một mẫu xe doanh nhân ha, với số km chạy rất là ít nha quý vị. Đây là một mẫu xe Camry 2.5Q đời 2015 mà mang bằng số cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu xe này chỉ chạy có 39.000 km thôi. 2015 tới 2021 6 năm chạy 39.000 cây. Đây là một số km rất là ít nha quý vị. Và đặc biệt đây là dòng Camry 2.5Q, mẫu xe được định danh là mẫu xe đẳng cấp doanh nhân đó. Thì bây giờ Kim xin mời quý vị hãy cùng Kim khám phá chi tiết mẫu xe này. Mẫu xe có màu vàng cát nha quý vị, một màu mà sơn lên mẫu xe này nhìn rất là sang trọng ha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Kim khám phá chi tiết ạ. Đây quý vị. Quý vị thấy không ạ? Nhìn xe rất là cứng nha quý vị. Đây là màu vàng cát đây. Một cái màu mà sơn lên cái xe này nhìn rất là đẹp ạ. Nhìn xe nó tốt được, có vẻ sang trọng rồi quý vị. Đây nè, quý vị thấy những cái chói đèn không ạ? 25 tới giờ với bộ đèn led đặc trưng đây ạ. Đó, quý vị thấy không? Cái chói đèn còn rất là sáng ha. Đó, phía trước này quý vị. Xe này có bảng số này tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị, 51F. Xe này thì nó có sẽ có hai cảm biến gấp phía trước. Bên đây một cái và bên đối diện bên kia một cái nha quý vị. Nè, thấy không? 25 tới giờ nhưng mà cái chất lượng nước sơn cũng như là các chi tiết của xe nó là còn rất là đẹp quý vị. Chạy chỉ có 39.000 km thôi quý vị. Đây quý vị ha. Nước sơn nè, nó là nước sơn còn rất là đẹp. Rất bóng bẩy. Xe này thì còn đăng kiểm tới tháng 5 2022 là quý vị. Đây quý vị, khi mua mẫu xe này thì không cần phải đăng kiểm lại đâu. Vì thế không, nước sơn của xe này rất là bóng bẩy, rất là mượt mà. Các cái chi tiết của cái cửa này rất là đều với nhau nè. Quý vị thấy không, tắp lô nè, rồi keo chỉ nè. Quý vị thấy không ạ, nói chung là rất là đẹp. Cửa thì chưa có dấu hiệu mở nè quý vị. Bên trong nội thất xe này quý vị, chạy đúng số km 39.000 km luôn nha quý vị. Nè, hàng ghế thứ hai này quý vị. Tất cả các chi tiết trong xe qua 6 năm sử dụng. Nhưng mà các chi tiết trong xe còn rất là mới nha quý vị. Đó. Mua những chiếc xe như thế này thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm ha. 2015 thì theo chương trình bảo hành của Toyota Việt Nam thì xe này đã hết bảo hành rồi quý vị. Tại vì đã qua 3 năm và 100.000 cây. Nhưng mà khi quý vị mua xe cũ tại Toyota Tân Cảng á thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị đó là thêm là 1 năm và hoặc là 20.000 cây, thì điều kiện là tới trước động cơ và hộp số ha. Nên quý vị cứ yên tâm về sản phẩm khi mà mua tại Toyota Tân Cảng quý vị. Chúng tôi đã đảm bảo cho quý vị rồi, có camera dè, cảm biến gốc và 4 góc. Thì quý vị khi mà lái xe trong thành phố thì nó an toàn hơn. Đây, nắng đã chiếu vào xe thì quý vị có thấy là nước sơn á nó rất là bóng đúng không ạ? Rất là mượt mà từ trước ra sau. Quý vị thấy không? Cái đường dập nổi của xe nè rất ổn nha quý vị. Nè quý vị thấy không, các chi tiết của xe nè, nội thất bên trong xe đây quý vị. Ghế phụ thì mình có thể mình chỉnh luôn quý vị ha, chỉnh từ tới và là ghế chỉnh điện luôn. Quý vị thấy không, rất là đầm. Ghế sau này, ghế sau đây thì ở cái bậc tựa tay này quý vị có thể, phía sau quý vị có thể chỉnh luôn ạ. Đây quý vị có thể chỉnh nhiệt độ này, rồi quý vị có thể chỉnh âm lượng cũng như là trượt ngã ghế ở phía sau này quý vị. Ngồi không gian phía sau nó là rất là rộng rãi ha. Đó, đây là cái mẫu xe mà đẳng cấp doanh nhân mà, nên ngồi trong xe sẽ rất là rộng rãi đây quý vị. Đó, với một mẫu xe Camry 2.5Q đời 2015 chạy 39.000 km thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 820 triệu đồng thôi quý vị. Thì quý vị thấy thích cái mẫu xe này á thì mời ghé Toyota Tân Cảng xem xe và giá cả chúng ta còn thương lượng thôi quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.